Quật Mộ Trùng Sư, câu chuyện kinh dị được Út Muối kể lại. Một câu chuyện mà mãi đến sau này Út Muối vẫn không thể nào quên được. Tối ngày anh Hai á, cho mình ăn khoai hoài à. Không biết nay anh Hai có làm cái món gì ngon ngon cho mình ăn không nữa. Bực bội anh Hai ghê luôn á. Alo, ông Hitomi Sasuke, trưởng gia tộc Itachi. Không có được, bây giờ đang rất là gấp, bây giờ tôi phải tìm cho bạn được bà thầy. Ngồi rồi, đợi thôi. Rõ ràng là địa chỉ ở đây mà. À, thầy, phải thầy không? Út Muối, pháp sư bất đắc dĩ. Thầy là ai đó? Tự nhiên cái lại kêu mình là thầy. Không sao, có phải là thầy không? Ủa mà kiếm thầy chứ hả? Đây nè. À, đúng không? Sao nhìn giống mình dữ vậy ta? À, tiền không thành vấn đề thưa thầy. À, đợi con chút xíu. À không, đợi thầy một chút xíu. Út Muối không thể cưỡng lại một kèo quá ngon cơm, liền đồng ý yêu cầu của ông Sasuke. Anh Hai ơi. Hai Mạnh, anh Hai của Muối, bất ngờ bị xúi làm thầy. Mày đi đâu hồi sáng tới giờ? Mày biết một mình đâu ginh cái này nặng lắm không? Trời ơi, mày bỏ anh Hai mày vậy hả? Anh Hai, khoan, để em nói. Cái gì nữa? Tụi mình sắp vào to rồi. Sao nó nói? Ông đó ông kiếm thầy, ông nói là kiếm đi. Không có thành vấn đề. Mà ông á, Gì đó. Ừ, anh Hai hiểu chưa? Mà ông đi từ đây, ông đi qua đây, rồi từ đó ông đi lại. Bữa như anh Hai. Nghe Út Muối giải thích, Hai Mạnh không dám tin đây là em gái của mình. Trời ơi Muối ơi, hồi đó giờ tao mày có cung kiêng là cái gì đâu. Thì em cũng có làm đâu, mình làm thử đi. Hai thằng làm luôn hả? Tao mày hả? Mình nhờ thêm cô ba Trà Đế với lại ông Sáu diễn viên làm chung với mình. Mà được không? Trời ơi, mày gian quá hả? Tiền không có thành vấn đề đâu anh Hai. Tiền thành vấn đề hả? Đúng rồi. Chơi luôn mày. Chú Sáu nghệ sĩ với vai trò bốc vét trong đội hình. Mày không giết tao Muối. Trời ơi. Mày không giết chúng mày. Cái thằng Hai Mạnh đâu mà kêu ra đây ơi. Tao bữa giờ tao hẹn nhậu lắm mày. Rồi mày làm cái gì nữa vậy? Trời ơi, còn có cái công việc này làm nè. Điều thì đó, chú Sáu làm không? Là cái gì nữa? Ngày bây giờ á, mình sẽ đào hết cái này lên. Đào đi, đào sâu xuống. Xong mình móc cái dưới lên. Rồi mình ghé đi lại chỗ kia. Mình đốt cho nó phật nữa. Xong rồi mình làm. Đó, xong rồi ra thử trả cho mình rất là nhiều tiền luôn. Nó làm không? À, cô ba. Cái gì mày? Ồ, sao cô ba không bán đi, cô ba làm vậy? Trời ơi, nay xui quá, bán nghề quá này mày ơi. Cô ba Trà Đế, thầy phong thủy Bắc Kim Chon. Tao có phong long đỡ nè, mày không thấy hả? Cái y này nè. Sao vậy? Giải quyết cái vấn đề ấy của cô ba luôn. Nhiều tiền lắm. Nói đi. Cho con mượn cái quạt nhanh lên. Bây giờ có với cô ba ha. Bây giờ mình đi theo con Muối, còn mình diễn làm pháp sư. Rồi cô ba làm đưa. Rồi đó, bên nội con là nhiều tiền lắm cô ba. Rồi mình đào. Rồi mình chôn mình đốt. Sau đây là màn biến hình của team Muối Mạnh Vlog. Phương Vi Vlog cho ra mắt bộ phim Quật Mộ Trùng Sư với các diễn viên chính cô ba trong dài Bắc Kim Chon, chú Sáu trong dài Chòi Trọng Xúc, Hai Mạnh trong dài Bung Giu, Út Muối trong dài Na Gim. Trời ơi, nàng Sáu biết hình lạ nha. Hay sao đẹp trai không? Ủa, biệt danh có Sáu là gì? Biệt danh mới ha, Chòi Dòng Xúc. Đúng rồi. Trời ơi, lấy tên Hàn Quốc luôn anh. Đúng rồi. Quá dữ. Mà con bà chỉ tên gì? Anh Sáu nghe sao được có hết hồn nha. Ừ, nói. Biệt danh của bà là Bắc Kim Chon. Bắc Kim Chon là sao? Kim Chon có nghĩa là Bắc con chim. À, con Muối mày làm cái gì vậy ta? Trời ơi, Hai Mạnh, cô ba, mày vẽ cái gì lên người mày vậy? Đâu có, con Muối nè, tự nhiên nó coi trên mạng nó xăm mình con gùa vậy trên người con nè. Trời ơi, rồi nó đâu rồi? Nó đi mua bùa, mua ngải rồi nó gặp chú nhà vậy á. Quá trời rồi. Tụi bay kiếm biệt danh chưa? À, biệt danh hả? Hồi nãy nó nói gì? Nó kêu con là Bung Giu hả? Bung Giu. Ừ. Trời ơi, rồi nó tên gì? Na Gim gì con cũng biết luôn. Rồi ông Sáu rồi cô ba. Có khi tao là của ba mày. Trai tao là Bắc Kim Chon. Kim Chon tên Hàn Quốc đàng hoàng như mày, đừng có giỡn. Chê vô muối không hiểu luôn á. Tại còn ông sao? Tao nghe ổng nói ổng về ổng lấy mớ đồ xíu hồi đem ra đây ổng mới làm được. Mới cuốc đó hả? Đúng rồi, ổng quên đi em. Mà trời ơi, ổng tên gì? Tao nghe nói ổng tên gì mà Chui Sông Dúc, Chui Sông Giác gì đó tao không biết mày ơi. Chui Sông Hán gì đó, Chui Sông Hán hả? Chui Sông Hán gì đó. Chui Dông Xúc. Chui Dông Xúc. Đúng rồi. Trời ơi, lấy tên Hàn Quốc luôn anh. Đúng rồi. Ông Sáu rồi đặt tên mắc cỡ ra. Tên ổng không quan tâm. Đi lẹ đi coi. Thôi đi chuẩn bị nè. Chương 1 U Ám. Nếu chậm thêm nữa, gia đình mình sẽ có chuyện. Đi tìm thầy thôi. Thầy ơi, mình chuẩn bị xong chưa? Thầy, mình chuẩn bị xong chưa? Thầy trên mạng làm sao làm vậy thôi, chứ có biết đâu. Mình xong chưa thầy? Làm hết cái phỉnh này nữa là xong luôn á gia chủ ơi. Bây giờ mình làm lẹ thầy ơi. Bây giờ con rất là sợ rồi thầy. Đó, đợi tôi làm xong cái này nữa là được luôn à. Máu gì ghê vậy? Trước khi triển khai thì tôi muốn gia chủ phải gặp một người. Gặp ai nữa thầy? Đó chính là thầy phong thủy. Phải thầy phong thủy không? Tôi là thầy phong thủy nè. Con là gia chủ nè thầy. Anh cần cái gì? Thầy ơi, hiện tại là gia đình con rất là nguy cấp rồi thầy. Thầy giúp đi. Thầy coi cái giờ nào mà nó mau làm liền ngày hôm nay đi thầy. Ăn miếng chuối đi rồi tôi giúp cho. Là sao thầy? Cắn cái đi tôi giúp. Trong đây có bùa phải không thầy? Có bùa đó, ăn đi. Có bùa luôn. Để con ăn nha. Cái này nước miếng thầy con không dám ăn thầy ơi. Cái vùng đất gì đâu mà nó âm u thế, ghê quá. Không biết làm mà có sao không nữa. Mình nó bán trà đá, mình cũng cúng kiến này kia. Chắc phải bàn lại với con muối quá. Cái này lạng quạng nó chết người chứ không giỡn đâu nha. Thầy ơi, ghen giúp đi thầy ơi. Rồi, để thầy tính ra. Cô ba. Con Bung Giu hai mạnh. Trời ơi, tao định đi kiếm mày với con muối nè. Cái gọi gì bây giờ làm phải không? Tao tính dẹp nè mày ơi. Kỳ dạ. Cái này ghê dữ lắm. Sao? Lạng quạng là chết người chứ không có giỡn đâu hai mạnh. Kỳ dạ. Mà của ba ơi, suy nghĩ đi. Cái này là bằng nhiều năm của ba bán trà đá đó. Trời ơi. Rồi, giờ mày vô kêu con muối ra làm luôn. Chương 2 Đánh thức quỷ dữ. Bà Kim Chon, bà Kim Chon hiểu sao? Bà Kim Chon rồi. Đây nè. Sao tôi lại gì trời? Bà cười gì? Không có gì. Ông làm được rồi hả? Lấy lên. Dần mấy ơi, dần. Cô ba và chú Sáu không ngờ thứ mà mình đào lên được chính là một tai họa. Tôi ginh lại nha, ginh cẩn thận nha, ông chui vô trong hán. Trời ơi, kêu bậy ra. Để cho bỏ vô, từ thôi. Ghê quá. Che lại nha. Bây giờ tôi kính vô nha. Vô liền. Mày hiếm. Chương 3 nỗi tuyệt vọng kinh hoàng. Thầy đã đem đồ nói rồi này gia chủ ơi. Cứ để ở đó. Ngươi là cái thứ gì vậy? Ngươi không phải là ông cô của ta. Ác linh đã sát hại ông Sasuke. Giây phút kinh hoàng bắt đầu. Ê, tệ bà ba, bây giờ sướng quá, bây giờ bà về bà nghỉ bán cà phê luôn đi. Hả? Sướng cái gì mà sướng? Cái gì hả? Nãy giờ trong lòng tôi á, cứ có cái gì so lo sợ sợ hoài hả ông ơi. Tại vì sợ gì nó thôi. Bà đừng có lo xa nữa bị. Ủa mà hai nó rồi. Tôi có biết đâu, nãy giờ có thấy tụi nó đâu. Mười ơi, Mười, hai mạnh. Thôi đi kiếm nó lẹ ông ơi. Hai nó rồi, anh lớn. Yeah. Hôm nay có tiền ăn hai ơi anh. Mày im lặng vậy. Lúc nãy mày vô trong cái ông gia chủ á, mày thấy cái gì lạ không? Thấy ổng cũng hơi kỳ kỳ á, nhưng mà thôi kệ ổng đi, có liên quan gì tới mình đâu nè. Nãy giờ tao cảm giác cái gì ghê á, có giống như có gì đi eo mình á. Thôi có tiền lừa nè. Anh hai ơi, chiều nay ăn bánh đó nè. Mày im lặng để nghe coi. Có gì ghê lắm. Cái gì không tại? Tao có cái gì ghê lắm mà mày nghe đi. Ngồi ơi. Cái gì? Mày trả lời đi. Thôi ghê, cái gì ghê quá vậy anh hai? Thôi mày chạy đi. Em kêu sao vậy? Ngồi. Lẹ ơi, từ từ. Thôi. Hồi kết các tình của quỷ dữ. Trời ơi Mui, anh hai có sao không? Con quái vật đâu anh hai? Nó đâu vậy? Tao không biết, tự nhiên tao thấy nó chạy đi á. Mày quay lại chứ vậy? Anh có sao không? Có ai giống mày quá vậy? Bà lại, sao bà giống tôi quá vậy? Pháp sư Amirano Basic xuất hiện giải cứu hai anh em. Nhà ngươi không cần phải lo đâu, còn quái vật đã được ta xử lý rồi. Còn về việc anh hai nhà ngươi đã được dựng hình xăm cho người bảo vệ. Còn ta đi đây. Vì vẻ ngoài giống nhà sư mà Muối đã bị cuốn vào một cuộc hành trình mà cả đời cũng không quên được. Để lên anh hai ơi, nhanh lên. Trời ơi, mày không thấy tao đang bị thương hả mày? Hai lâu quá. Trời ơi, tao không có nghe theo lại mày nữa đâu. Vậy thôi sao anh hai không bò hết mấy con này luôn đi. Mới cứu tao mạng mày. Nghe mốt tao để luôn. Trời ơi, anh hai bị thương chứ, anh hai bị khùng rồi. Cái đó mày. Hai mạnh Bung Giu, em gái Na Gim. Nếu mọi người yêu mến hai anh em tụi mình, cho tụi mình xin một like, dùm lượt đăng ký kênh nha. Bye. Cảm ơn mọi người.